Vì 10.000 không đáng là bao quý vị à, nếu mà mình gửi xe hai lần cũng hết quý vị, mà 10.000 thì không đủ đổ xăng nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ có cơ hội mang thật nhiều niềm vui. Lưu ý với tất cả quý vị, vé cũ đừng có dục bỏ, nhanh chân lẹ tay. Bữa nay phát hành một cái vui chơi mới để ủng hộ cho quý vị. Nếu mà không may mắn, cuối cùng mình sẽ còn có thêm một cái cơ hội nữa là bốc thăm trúng thưởng. Cho nên vé cũ giữ lại, lấy cái viết ra, ghi tên, số điện thoại mình, chút xíu gần cuối tụi em gom lại bốc thăm trúng thưởng, nhận ngay con gấu bự và một cái nón bảo hiểm quý vị nha. Ủa? Ừ, không nên viết hỏi bỏ, hỏi bắp, vậy thôi đơn giản. Rồi đặt gài chị nữa hả? Đó thấy không, nó cầm viết lên liền quý vị. Đó có viết cho mượn qua mượn lại quý vị nha. Dòng cuối áp chót thì chúng ta bữa nay sẽ có hai dòng đặc biệt mỗi giải. Đó là một chiếc TV Asanjo 40 inch nữa quý vị. Và dòng đặc biệt đầu tiên thì tụi em cũng sẽ tặng quý vị vé tặng để có cơ hội nhận tặng phẩm nếu quý vị không may mắn. Nhưng mà bữa nay em mở thêm cho quý vị một đường nữa nếu mà không may mắn hết luôn. Dạ, có tham trúng thưởng, có khi mình có quà mang về quý vị nha. Và còn chờ đợi gì nữa, đầu tư liền quý vị, mỗi là cái số 10.000 đồng quý vị ơi. Phía trên này hai vé. Trời ơi, cái mì bên đây nói không có lời, có họng. À đâu, y chang. Mấy chị ra, mấy chị ra, chú chị ra, mấy chị ra. Phía bên này còn ghế quý chị ơi, qua đây lấy giùm em. Ai chưa mà có ghế đi qua đây luôn lấy giùm em. Mỗi cái ghế tay ơi, quý vị ủng hộ cho đoàn 5.000 đồng em mua ghế tiếp. Mấy chị ra, mấy chị ra, chú chị ra, mấy chị ra, mấy chị ra. Lắng lặng mà nghe tôi kêu con cần ra, cần ra con mấy. Mấy chị ra xuống gì đây, xuống gì đây, mấy chị đây. Phía bên này ba vé nữa. Xin thưa quý vị, ngoài những cái mà thông tin quý vị đang đọc trên vé thì ở cuối vé còn có một cái dòng chữ 10% từ lợi nhuận của việc bán vé sẽ được ủng hộ cho quỹ thiện nguyện của đoàn Lương Tâm Sài Gòn Tân Thời. Để ủng hộ cho ai? Dạ, mấy bà hát như tụi em mà qua thời lỡ lứa và có những trường hợp bất khả kháng của quý vị thì hoàn cảnh rất là khó khăn, tại không có con cái gì hết trơn, cho nên mình sẽ lấy cái quỹ đó để mình chích, mình hỗ trợ cho người ta. Và rất mong quý vị cũng sẽ ủng hộ đoàn nhiệt tình, không có cần phải gửi quỹ cho, ủng hộ vé là được rồi quý vị nha. Mấy gì ra, mấy gì ra, hai gì ra, hai gì ra, hai gì ra, hai gì ra. Xịnh chất chất, xịnh chất, xịnh chất, xịnh chất. Ra này người yêu hỡi, nằm bờ quên trong trái tim này, nằm bờ quên suốt cuộc đời, nằm bờ quên dấu tàn đã mòn và dù sao đi nữa anh vẫn nằm bờ quên. La 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 la. 23 mấy gì ra số dưa. Trời đất ơi, như vậy tay ơi, tay ơi, tay ơi, tay ơi.
lộn. Có gì chơi có nhiều vậy? Đi vậy. Alo. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16. Alo, alo, thử alo. Thử mít, thử mít. Rồi, rồi, rồi. Hồi xưa mà cái mấy cái tháng hè này đó, ở nhà mà luyện tính lên đó, xong con này nó được có hố, nó có duyên. Đang đám dỗ mấy con vậy đó. Đó, đó xong cái luyện tiếng lên với mấy anh hàng xóm đó quý vị. Xong cái vô cô trả bài làm cái hồi đẹp già, không có 11, 12 đâu có được. Rồi quý vị ơi, và bây giờ ai có thể... mấy gì ra số gì mày đây gì đây mấy gì ra mấy gì ra An Giang có Long Xuyên mặn mà ai đi châu Đông nhớ ghé qua chia bà về tỉnh đi nhớ thương em Hà Tiên chia trên đồng ruộng sâu áo cho em chiều nghề thôn đô ơi nhắn hai đôi câu người em chờ mới Tân Châu có thương tình đợi chờ nếu có về quê hương đất miền Tây nhớ thương em lại người em đến núi Sam còn 18 còn 18 còn 18 còn 18 còn 18 còn 18 còn hai ông nội em nặng muốn chết còn 18 còn 18 còn bốn gì đây bốn gì ra từ là từ vô tương bảo kim sắc phong lên đàn giàu ra luôn trong tình trạng năm má canh mơ màng trong tình trạng gà ôi gan vàng quặn đau ứ ừ 44 số chị đây có mấy chị ra hai chị đây có hai chị đây hai chị đây người ta giàu nên hôn mà giá thuốc hai đứa mình nghèo dụ dỗ mà nhau đi đèn lũ đi nửa tỏ cái nửa mờ nửa thương cha mẹ nửa sầu mà tình duyên cho 20 nguyên Nguyên 20, Nguyên 20 còn 20, còn 20, còn 20, còn 20 số gì ra 10 gì đây 10 gì ra, cái này 10 gì ra, cái này 10 gì ra đâu đâu cũng có nghĩa tình đâu đâu cũng có bao công trình dựng xây con 17 con 17 con 17 con 17 số gì đây bé gì đây buồn, gì đây buồn, gì đây ra quay thương sống như nhớ đầu chữ tương tài tử sinh sinh tư xin thương mong đôi duyên đành tâm 45 cái năm gì ra năm gì ra năm gì đây lời nói đâu môi anh nói sớm lưỡi đầu môi hết xa đây thôi xa anh xa xôi người ơi vì sao tình tôi chưa thành đến anh đã lâu vì sao anh tôi không hiểu vì sao 56 mấy gì đây mấy gì đây mấy gì đây anh đi đâu về mà tóc đầy mẹ mà tóc đầy mẹ anh ngồi ăn trải anh ngồi ăn trải nghĩ gì vui thế mà cười một mình la 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 con số ba con số ba con số ba mấy gì đây mấy gì đây năm gì đây năm gì đây năm gì đây ngoài mô cỏ đã lên xanh đã tròn ba năm tám chế lạy em chứ lạy em trời ơi hừ 54 một đời gì ra mấy gì ra mấy gì đây mấy gì ra cái nhà em vô cái cột em bị siêu em rước thở nhiều sữa sang mà cho tốt để con 11 cặp đũa đôi con 11 cái cặp gạch vô ô ô ô con 11 con 11 cái con 11 số đã con mấy
số gì đây, cái số gì ra bốn gì đây, bốn gì đây. Trang Ly ơi, chiều nay không còn nữa. Okay. Lúc bắt em, gà chung giết em rồi. Trang Ly sầu, dọc suối lúc quanh nhiều. Bao kỷ niệm, năm tháng cũng đành cạn. 4/18, 4/18 thì 4/18 là 4/18. 4/18 mấy gì ra, số gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Ôi nước cười cho sự đợi lâm thai, lúc sinh tươi chẳng ai đổi hoài. Giờ khi vai tàn buông lời mỉa mai, mầm ôm chanh đen tiếng lên chê tạo nghiệp. Bơm bớt lời vô tâm nghiệp tủ dành mồi thầm. Con 15, con 15, con 15, con 15, con 15, con 15, con 15. Con số gì đây, số gì ra, số gì đây, số gì ra. Con vui quê em làm ăn mà không khá, em lên Sài Gòn em đi bán khoai tây. Con số 7, con số 7 là tấm vé cờ hơn. Kính thưa quý vị, con số may mắn cho dòng loại thứ hai là con số 7 quý vị nha. Đừng sẽ bội bỏ lá vé, bởi vì tối hôm nay chúng ta còn gom vé lại tốc thăm trúng thưởng dòng áp chót quý vị nha. Và nếu quý vị đi sau tới trễ, hãy bọc qua phía này và 47 độ gì bác biết tay trái của Lộ Lộ có thì cái quầy phục vụ ghế cho bà con của bác mình nha. Số 7 vừa kêu qua có 1, 20 có 2, 45 có 3, 54 có 4. Hợp lệ chúc mừng anh trai. Đó, số 7, 20, 45, 54 y chang, 1074 hợp lệ. Chết rồi. Trời ơi, cái mi này thôi tôi nói thôi tôi lâu thì cũng học đi ra. Đổi hả? Alo. Ờ, đợi ơi, chung nè. Rồi. Ủa chị kinh hàng chị ơi, số 7. Số 7. Số 7. Gầm 48 56 1075 số 7. Ôi cha con ơi, chúc mừng mỗi người nhận con cá khô dùm em.